Xin chào các bạn yêu lan trên toàn thế giới nhé. Hôm nay thì tôi lại rất là vui có mặt tại cái vườn lan của anh Quân Bi ở ngõ 139 Tam Trinh, quận Hoàng Mai nhỉ? Hoàng Mai, Hà Nội. Đấy, thì cái vườn này thì lên sóng Hoa Lan TV rất nhiều lần rồi. Nhưng hôm nay thì vườn của quay lại vườn của bạn Quân Bi, bởi vì là có một cây mới sổ cũng rất là hay để đến để khoe với mọi người. Tức là cây của ông Quân Bi thôi, nhưng mà mình đến mình quay để khoe thôi, chứ không phải là cây của mình khoe nhé mọi người. Không hiểu lầm. Đấy. Trong vườn Quân Bi này, hôm nay lại gặp cả bác Khoa này. Chào bác Khoa nhá. À, bác Doanh, xin lỗi. Đấy, nhầm trang tên của bác Khoa ở Trung Kính. Đây là bác Doanh, ở 995 đường Giải Phóng, qua chỗ gần chỗ bến xe Giáp Bát đấy. May là bác cũng đến đây chơi này. Bác Doanh thì đợt trước cũng tặng Hoa Lan TV một loạt ki đấy để đấu giá, cũng được một mớ tiền để ủng hộ cho học sinh nghèo đấy các bạn. Đấy, và bác cũng đang hẹn là hôm nào đến lấy thêm mấy ki nữa, nhưng mà cũng đang bận quá. Hôm nay lại gặp bác ở đây. Đấy, cũng thay mặt các học trò là cảm ơn bác đã ủng hộ quỹ. Đấy. Đào này có vẻ lắm thân thủ quá nhờ Quân nhỉ? Vâng. Đây là giống gì đây mà cũng khổng lồ này? Tím Huế. À, tím viền Huế hả? Ồ, cây này cũng nổi tiếng mà. Vâng. Mà nhưng mà anh tưởng là cái cây này cái thân nó mảnh khảnh lắm mà. Vâng. Cái này là chăm kiểu gì? Chăm tại vườn của em luôn à? Hay là em mua cái chậu này mới mua? Lúc mua thì nó vẫn hơi bé. À. Còn về chăm thì giới thiệu mọi người luôn. Hàng va bây giờ thường sẽ dùng cái loại phân thông minh này. Rất hay dùng phân thông minh này. Thứ nhất là nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Thứ hai là nó chậu trước giá thể của nó thì nó không bị bẩn, không bị chảy. Đúng rồi. Nó bị cái Rinol này thì nó có cái điểm hay của nó là cái này thì tôi giới thiệu một số lần trên kênh rồi, nhưng mọi người nghĩ là tôi quảng cáo. Nhưng hôm nay là vô tình đến đây thì bạn Quân Bi này, bạn ấy dùng hay, bạn ấy chủ động, bạn đưa ra bạn giới thiệu mọi người nhé. Thì cái phân Rinol này thì nó có cái hay là đây là những cái hạt này là hạt mới thả này. Còn sau khi mà thả một thời gian lâu ấy thì bắt đầu nó cứ, tức là nó hút nước vào, nó phồng lên to. Nó to lên hết cỡ thì bắt đầu nó vỡ ra và nó tiêu hủy, nó phân hủy hết luôn. Nó tan hết luôn. Thì cái này nó rất là hay. Còn nếu mà mình dùng những cái phân nhà chậm khác ấy thì cái thời gian phân hủy của cái phân đấy ấy, là nó khoảng độ 3 tháng hoặc 6 tháng. Thế nhưng sau khi hết phân ấy thì cái cục nó vẫn còn nằm đấy. Nhiều người chết dở ở chỗ là nhìn thì vẫn thấy cục phân. Thế nên là lại nghĩ là ấy cho nó không bón nữa. Thì cái này lúc nào mà mình thấy nó tan sắp hết hoặc là nó tan hết rồi thì là mình lại cho tiếp phân mới và bổ sung thêm phân mới vào. Như vậy thì nó sẽ, cây lúc nào nó cũng đủ dinh dưỡng. Ngoài cái phân này thì cái này giá thể của nó là gì? Không, giá thể của nó chỉ cũng vỏ thông với cả rêu, đá bọt này. Vâng, đá bọt, rêu. Tất cả vườn này đều vỏ thông, đá bọt, rêu hết. Vỏ thông, đá bọt, rêu. Cái này là thân thủ trăm kê thật đấy. Cái này đang là phi 20. Cái này mình cũng có một ki, nhưng mà ki nó nhỏ lắm, thân nó nhỏ lắm. Tìm muối luôn, phi 20 đâu. Quá đẹp luôn. Con này là con tre lưỡi ngọn yên lập đấy. À, tre lưỡi ngọn. Tre lưỡi ngọn này. Thế còn đây là thân gì mà đang kích ki đây này? Con đấy là con mít. Con mít mặt hoa ám. À, mít mặt hoa ám à? Mít lại mặt hoa ám đó kìa. Thế à? Có mặt hoa đấy không? Có. Đây tôi cho xem tre đối ngọn yên lập. À, đây là tre, tre đối ngọn thì tre yên lập này thì nhiều người, cái mặt hoa này thì nhiều người biết rồi. Nó rất là đẹp và nó tím đậm, rất là đẹp, là hấp dẫn. Mít này 5 phi 20. Mít này. Có mặt hoa của cái này không? Cũng đẹp đấy. Lên trước cũng phải thân. Cũng cũng được, cánh có vẻ bay mà lưỡi cũng là ám đỏ. Còn đây là cái chậu cửu long cao phong 4 thân, rất là to, mỗi thân rồi hơn mét, gần 2 mét. Có những cái phải hơn, gần 2 mét. Cái này là cái gì? Con này là thân chủ dòng F27. Hiện tại nó F23 rồi. Dòng F27, nhưng mà giống của vùng nào em? Cái này cũng chắc là của Hòa Bình thôi chứ. Vùng miền nó thật sự. Hòa Bình bây giờ nhiều giống ấy nhỉ. Cái chậu này cũng to này, dài, cái này cũng phải dài gần 2 mét rồi. Hơn 2 mét. 2 mét à. Để đất cao hơn. Yeah. Thân thủ to nhỉ. F23. Hôm trước sau khi mà thấy cái F30 Lộc Bình ra, thấy bây giờ thấy trên mạng nhà nào cũng thấy bán F30. Thì thực ra bây giờ những cái giống như thế này mà ông cứ cắt ra ông bảo là nó là F30, nhưng mà mùa này nó mới thế chẳng hạn thì con này vẫn đang đi xuyên đông, còn chưa thắt ngọn. Đã F23 rồi. Thì đấy, thì cái giống F30 đấy nó cũng không, nó cũng đi xuyên đông mà. Thế cho nên là nhiều cây này mà nếu mà đem mà bảo là F30 là chết tiền đấy. Thì F30 nó đang hot mà. Đấy, thân thủ rất là đã này, to hơn ngón tay luôn các bạn ạ. Đấy, tay của mình dạo này cũng còi đi rồi. Ngọn vẫn khỏe lắm. 4 ngọn như nhau. Như cái này chưa biết mặt hoa đúng không? Chưa. Cũng không có mặt hoa đâu. Con này là mới thay giá thể, không quay clip mà bị dính bản quyền. Quân Bi có làm kênh gọi là Quân Bi Official, nhưng mà đang bị chặn không cho đăng video rồi, vì đây kênh đây Quân Bi Official có cái ảnh đại ảnh cover là Quân Bi, số điện thoại là 0983952990 này. Đấy, nhưng mà cảnh báo nhiều lần rồi, riêng làm kênh này thì nếu mà cứ chơi ghép nhạc bản quyền vào thì dễ ăn đòn lắm. Nhưng mà nhiều khi nó cũng xuân đấy nhá. Ví dụ như cái kênh mà Hoa Lan Phi Điệp Cát Bà của ông Định, suốt ngày lên đấy mở nhạc. Nhưng không sao, Mạnh Còi bị phát dính luôn. Kênh Mạnh Còi thì đang livestream mà nó còn khóa luôn. Chứ còn không phải là nó cho ông phát xong nữa mà nó khóa luôn lúc đấy. Thế là thôi, tốt nhất ấy, là nếu mà mình đã xác định làm lâu dài ấy, là mình cứ làm cho nó ngon lành tử tế. Còn lại nhá, em ghép bằng cái ứng dụng gì không quan trọng đâu, mà là em vào trong YouTube ấy, nó có em search cái gọi là kho nhạc miễn phí ấy, xong lấy nhạc từ cái kho miễn phí đấy đao về, xong thì mỗi lần dựng thì em chọn cái nào em chọn thì nó sẽ không, gần như là nó sẽ không bị nữa. Đấy, còn cái này là cái gì? Ở đấy là kính trắng Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh à? Đâu đo cái này là? Đo cái nào thì 4 thân bằng nhau. Nó phải tầm mấy phải đây. Nó hơi cứng. Đấy. Đấy, mời ra đây này. Bao nhiêu? Đấy, tầm cái thân này đang là 21. 21 ạ. Vâng. 21 đo thế này cũng chưa chuẩn xác lắm, bởi vì cái kia nó ngắn, nó không ôm được hết. Nó không ôm được. Nó không ôm được vào cái chỗ to nhất. Thì thôi nó gọi là 21 22 gì đấy, 21 22 23 đấy, đại khái nếu muốn làm giả thành F30 là được. Đây đo đây là F23 này. Trên cao thì F23. Đúng rồi, phải đo chỗ to nhất. Cái này là Phú Thọ à? Vâng, nó phải dòng Phú Thọ đấy ạ. Đang cắt hết ra chuẩn bị làm ki cho các bạn. Làm ki rồi. Còn giữ lại 1 thân để làm hoa thôi đúng không? Vâng. Để test hoa. Test hoa luôn cho mọi người. Bây giờ tôi lại thích theo cái trường phái là không cắt mà hoa làm một cái hoa trên đầu, còn ở dưới này làm ki trên thân luôn. Để là không phải bảo hành. Còn khi ông đã cắt ra rồi là ông bắt buộc phải bảo hành, đúng không ạ? Bởi vì anh cắt ra thì trong quá trình anh làm có thể anh sơ sẩy, Anh không cố ý nhưng có thể anh sơ sài nhầm lẫn. Nói đây là cái giờ cách mà hay nhất mà tôi thích nhất ấy là làm ki trên thân. Test cái hoa đầu 1-2 bông ở trên đầu thôi. Còn lại là ở dưới là kích ki trên thân luôn. Đo đoạn giữa là F23 này bác Tiệp. Ừ, 23. Đúng rồi, thì lúc nãy tôi nhìn thấy là nó không ôm hết ra ngoài. Thước bé. Thước cái bé bây giờ làm cái thước điện tử ấy có 200.000 thôi. To tổ bố ra, kẹp thoải mái. Phú Thọ là thế, năm nay làm được xuống giống được mấy mét? Khoảng tầm 20 mét. 20 mét á? Ôi dồi. 20 mét mà các bạn hình dung là cứ khoảng trung bình là khoảng độ thôi cứ cho là mắt nó thưa ấy, là 2 cm một mắt, đúng không? Đấy là thưa, nhưng mà thực tế thì nó ngắn hơn, nhưng mà thôi mình cứ tính gọi là 2 cm một mắt thôi. Thì các bạn nhân với lại 2 mét thì ra số lượng mắt ngủ với lại ki khổng lồ. Ai Châu mà bây giờ vẫn còn bản lá to mà sao bây giờ vẫn còn đậm thế nhỉ? Chưa thấy có dấu hiệu tàn gì cả. Mà thứng thì thơm quá. Cái này thì cái này gọi là gì? Nó đây Châu Thái thôi, nhưng mà sắc pháo à? Hồng này. Chứ không phải hồng cánh sen đâu, đúng không? Đây là Vanda này cũng của Thái, đúng không? Vanda Thái, mình Vanda này mình cũng nhiều. Mê cái món lá kẻ này nên là chết dở. Cái cây mà cái chê giò Lai Châu này cũng thân thủ cho các thứ, lá cũng đẹp. Cái này là rất là dày cứng. Cây vào trong này. Đứng đây ngạt ngào hơn. À đây. Đây là ki Phú Thọ mới ươm đây, đúng không? Vâng. Dưới này nữa. Những cái ki dĩ này bây giờ có bán không? Không. Không, đúng không? Vâng. Tại vì sao hỏi thế là bởi vì có quá nhiều người hỏi mình là anh ơi, hay là có không, hay là có biết ai là bán kiểu Phú Thọ mà kiểu hàng dĩ này không, bởi vì nhưng mà thực tế thì nói thật với các bạn là các nhà vườn họ rất là ngại bán những cái ki nó quá bé này. Một là bán nó không được bao nhiêu tiền cả. Thứ hai nữa là nếu với một cái dĩ như này thôi, nhưng mà sắp tới đây mà đây 3 cái con dĩ này mà đến sắp tới làm nó ra 3 cái, tối thiểu nó ra 3 cái mầm gốc của cái dĩ này, mùa tới nó lên mấy chục cm ngay. Cho nên là nhà vườn người ta ngại bán các cái con nhỏ quá lắm. Đây là cái gì mà lá kẻ này? Mấy người ta bảo là phi điệp vàng là kẻ. Đúng rồi, nhìn cái này thì rõ là phi điệp vàng đây này. Hai thân khác nhau. Thân này khác. Cái thân này thì nó mới để ra kẻ. Đấy. Mới để ra là kẻ này. Ông lại kích lá kẻ thôi rồi. Đấy. Kim tuyến này. Đang sắp hoa rồi. Kim tuyến này thì kim tuyến này em để như này khả năng bị khô luôn ạ. Vâng. Cái kim tuyến này nó cần ẩm hơn. Vâng. Để cái này nếu mà bình thường nha, ở nhà anh trồng một chậu xong anh để ngay dưới mặt đất ấy, và tưới vào nó đẻ ghê lắm. Các loại. Bác này chẳng con chu. Các bác muốn xem ảnh một hoa. Vân chu à? Quân chu. Đây là cây gì? Hai mầm gốc này. Hồng Lạng Sơn này. Đây là cây ở trong Nam nó lại thành lửa thành 5 cánh trắng. Ở Bắc mình lại thành hồng. Đây là nhiều khi nó gọi 5 cánh trắng được, gọi hồng được. Cây này cây gì? Cũng Hồng Lạng Sơn đấy ạ. Hồng Lạng Sơn này. Vâng, để mầm gốc rồi. Một cái như một chậu này giờ bao tiền? Chậu này thì giờ chưa biết giá được rồi. Cũng khó. Này cái rau này ăn được đấy nhá. Vâng. Thật. Cái đấy cái gì ạ? Cái này dương sỉ này, cái họ dương sỉ này nó giống như cái cây rau dớn đấy. Vâng. Xào hoặc là làm nộm ăn rất ngon. Nhưng mà tất nhiên thì chỉ lấy nguyên cái lá non thôi, chứ còn cái lá nó già này thì không ăn, thì ăn nó khó ăn. Thế bây giờ đây là cây này cũng mầm gốc này, mình phải định hình dần thì mới biết được mà bán chứ. Chưa muốn bán à? Cây này lá kẻ này. Lá kẻ của vùng nào? Con không biết vùng nào đâu ạ. Con của nó thì lần trước bán một cái ki cho Linh ấy. Linh lấy một cái ki về sưu tầm, bây giờ nó cũng được. Kẻ cũng đẹp đấy. Con tí mà kẻ này cũng là đẹp này. Mà mùa này Hà Nội là ít nắng. Thế còn con này lại bạch tạng ạ. Nhưng mà những cái cây con của nó tách ra làm gì ạ? Nhưng mà nó lại không thế nhỉ? Vâng, nó phải càng lớn thì nó càng bạch ra. Vâng. Cái này mua ở đâu? Cái đấy cũng sưu tầm nữa, sưu tầm của dân nữa. Bây giờ cái này bao tiền? Cái đấy cũng chưa. Đây cây mẹ nó, cho các bác xem cây mẹ nó. Quái dị nhỉ? Vâng. Nhưng mà ông cứ khoe tôi đến tôi quay, ông cứ khoe tôi thèm thì làm sao tôi đi về được. Con này con lá kẻ đỏ đấy. Lá kẻ đỏ. Con này con lá kẻ đỏ. Chưa lên vân rõ nhưng mà đến mùa hè nó lên vân đỏ lòm luôn, đỏ hơn như này. Đây 3 chậu lá kẻ đỏ. Lá kẻ đỏ. Dân chơi pha ta thích bắt những cái dòng này ra đột biến. Hồng nhất các thứ thì là. Cái này mua ở đâu? Cái này vùng nó là Chùa Hương. Chùa Hương à? Đang quay thì bị điện thoại nó cắt ngang các bạn ạ. Thế bây giờ lại quay lại. Thế là quay từ cái mặt bên kia. Cây này phê quá các bạn ạ. Cái này nếu mà mọi người nhìn ấy, thì mọi người thoáng qua thì mọi người sẽ nghĩ là nó là cây bị bệnh hoặc là do dùng phân thuốc để đấy. Nhưng mà thực ra không phải đấy. Có cả cây mẹ nó luôn. To luôn. Hồng Quân Bi. Cái này sân nữ Đà Bắc. Đà Bắc đang 2 mỏng gốc xong lại còn nhú ở trên thân rồi này. Vâng. Cái này là cái gì mà hôm nay mới tắm cho nó? Sổ thôi. Sổ á? Vâng, đang bắt sổ năm nay đấy. Đấy, này. Đang ra nụ gì ạ? Đấy. Con cái luôn. Tét hoa à? Vâng, tét hoa. Em tét hoa đầu ngọn theo phương pháp như thế nào? Xé bẹ ạ. Xé bẹ, xong rồi nhỏ... Nhỏ video vào. Một giọt thôi ạ. Nhỏ 1 giọt. Không pha. Nhỏ không pha. Nhưng mà nhỏ thẳng vào trong tận cuống lá. Xé cái bẹ đầu lá ra xong nhỏ thẳng vào luôn. Bây giờ có một cái bông nào mà nó tét được không? Em tét đi, anh quay một cái cho hướng dẫn luôn cho mọi người cái. Tét không? Tét thì ở đây rồi, hiện tại có bông nào? Cái bông đằng sau, cái đằng sau cái đủ không? Cái này được không? Không, không, cái đấy mới trồng ạ. Mới trồng ạ? Hai cái này mới trồng ạ? Tại vì nói về kỹ thuật tét hoa đầu ngọn thì về mặt nguyên lý nó có thế thôi. Nhưng mà cũng rất nhiều người chưa biết cách làm nên là con mắt quỷ nhá. Tét con mắt quỷ. Mắt quỷ. Sẽ em nay sẽ test luôn cái cây của. Tôi sẽ nhờ bạn Quân Bi, bạn ấy test hoa đầu ngọn cái bông cái cây mắt quỷ này. Đấy, cách thức thì đơn giản là chỉ có xé cái lá nó ra xong rồi nhỏ cái ki Pro Mỹ vào thôi, nhưng mà cũng là để mọi người thực hành. Đây. Đấy, nó sẽ lòi lên một cái nhọn nhọn như này, bẻ hẳn đầu nó đi. Ở trong cái lá con lúc nào nó cũng có một cái bẹ nhỏ, bỏ hẳn đầu nhỏ một giọt vào. Chỉ nhỏ rồi thế là xong rồi. Vâng, đơn giản thế thôi. Đơn giản thế thôi. Cắt nước 3 ngày. Không tưới 3 ngày để cho thuốc nó đủ ngấm vào xong mình tưới lại. Mà chỉ tưới thân thôi. Không tưới ngọn. Thì tỷ lệ mà ra hoa là bao nhiêu phần trăm? 100%. 100%. Nó có khả năng ra kia không? Không. Thế à? Đấy là một cái cách rất đơn giản các bạn nhé. Cái Pro này bây giờ nó đang rất thịnh hành mà nó hơi đắt. Nó hơi đắt nhưng mà nó thật sự là nó của Mỹ à. Ngoài kia cũng có một cây tết hoa bằng chẻ đầu ngọn đấy. Theo cái cây lúc nãy em bảo là cái cây mà cây Quân Bi là cây nào? Cây Hồng Quân Bi là cây này à? Cái này á? Cái này cũng chưa muốn đưa lên. Chưa muốn cô đưa lên rồi còn chưa muốn gì nữa. Chưa. Chính xác trộm. Chưa lộ ảnh bây giờ. Rồi đây là cái cây này ở trong vườn thôi, chưa các bạn nhé, trộm này, trộm nhìn đấy nhá. Chính xác trộm. Đây là bắt lụ đây, bắt đống lụ đây. Rừng Đắc Lây đây. Có cả quả đấy. Vâng. Chưa hoa. Tắc lây à? Vâng. Mới lấy về à? Những cái cuống này là những cái cuống mà khô từ mấy năm rồi. À. Hy vọng nó sẽ ra cái gì? Rồi, hy vọng ra cái gì đẹp đẹp. Ôi giời, nói thế. Thường thường là khi các ông bắt thì bao giờ ông phải có chủ ý rồi. Ở đây hôm nay là có thêm anh Mạnh Linh này, bạn này. Chào các bạn, chào các bạn yêu lan trên toàn thế giới. Vâng, câu chào quen thuộc của bác Kiệm. Trên không, ở Ả Rập thì người Ả Rập không chơi lan, nhưng mà người Việt sống ở Ả Rập người ta cũng xem, người ta cũng xem video. Chậu 5 cánh xanh hôm đấu giá ở hội Hoa Lan TV đây. À, cả chậu luôn. Đấy, màu lông là mình xanh mà lông chanh ạ. Thế à, 5 cánh xanh là hôm đấu giá ở cái offline đấy hả? Vâng, offline ạ. Có vẻ chăm tới là chia kim cho các bác đây rồi. Có vẻ chăm lên mầm gốc khỏe nhỉ? Vâng. Rồi, bông 5 cánh xanh thì tuyệt đỉnh rồi, đẹp lắm. Cây này nếu không lầm thì là của anh gì nhỉ? Kiên à? Hay là ai tặng nhỉ? Quân lính nhà khác, còn anh Kiên. Quay tiếp các bạn, quay thêm đoạn nữa vì là cái này là cây này hình như là lên video của Hoa Lan TV rồi nhỉ? Vâng. Đúng không Quân? Vâng, vâng, vâng. À. Con này nó bị uống thuốc trầm trọng mà sao nó rụt dịt này. Nhưng mà đoạn này rụt dịt thôi, còn đoạn này thì nhao ra này, chứng tỏ là nước hoàn toàn thì nó tóp thân vào rồi ạ. Ngắt nước hoàn toàn để mùa hè năm nay có hoa lại đấy. Nhưng mà ý là cái đoạn này nó rụt này có phải là thuốc không? Cũng chưa hết được, tại vì tất cả đây kiểu mầm gốc lên cũng thế. Cũng tròn xong rồi lại thẳng luôn. Tròn lại thẳng, tròn lại thẳng. Đấy. Thế cái mặt hoa của nó là cái lưỡi kép đúng không nhỉ? Vâng, cái lưỡi đôi ạ. Lưỡi đôi. Đúng rồi, mà các bạn là mở ở trên Hoa Lan TV xem, hoặc là tí nữa các bạn xem ở phần mô tả ở dưới video nhé. Tôi sẽ chèn cả cái link ấy vào. Và ở cuối video các bạn xem lại cái video về cái link của lần trước làm về cái bông song sinh này, lưỡi kép này, hồng hai lưỡi. Hồng hai lưỡi. Một lưỡi đã chết rồi, còn hai lưỡi nha. Đấy, đây nó chính là cái bông này này, tôi đã giới thiệu các bạn rồi đấy. Bông này là hồi đấy cứ bảo ấy, nhưng mà anh Quân Bi là anh bảo là không chia sẻ là bởi vì để chờ năm nay nó nở lại xem là nó có hai lưỡi hay không. Bởi vì những cái biến dị như này thì đôi khi nó có thể ổn định, có thể nó cũng không ổn định. Đấy, nhưng mà nhìn cái cây như thế nó cũng hứa hẹn, vui vui nhỉ. Vâng. Cũng không dám bán cho ai thế vì thật sự bây giờ tốt nhất là như thế. Vâng. Cứ để nó nở lại rồi giữ lại. Ok thì bán. Cái hoặc nào là bán ra thì cũng phải một nó nở tại vườn mình. Đấy, đúng rồi. Đấy. Thì mình dám bán. Có những người phải thật sự là mình chơi người ta phải mức độ như nào thì mình dám lấy ki về bán cho mọi người. Vâng. Nói chung là có cái câu mà rất hay là muốn nhanh thì phải từ từ. Vâng. Đấy, cho nên là đi nhanh quá thì xe lại dễ lao xuống vực lắm. Hôm nay làm ki cho các bác Hồng Nhật Anh này. Hồng Nhật Anh. Vâng. Năm ngoái mua tại giò rồi đấy. Đây cho các bác xem con Hồng Nhật Anh. Cũng là ít người chưa. Mặt cũng đẹp nhỉ? Mặt đẹp đấy. Cái là cánh nó phóng khoáng. Đây, đẹp, lưỡi tim. Đây bông hồng xòe đắt. Hồng xòe. Xòe thì đắt rồi. Hồng Nhật Anh. Cái này đã phun mầm gốc chưa? Kích mầm gốc chưa? Chưa. Nhưng mà con này thì thấy nó có vẻ như là có bị không? Không ạ, nó ở trong cái vỏ ngoài đó, nó còn trong nữa rồi. Nhìn như là nhìn phải thui, không phải thui đâu ạ. Nhiều bác cái sợ mầm gốc nó không lên nhưng mà không phải đâu. Có nhiều cây trong máy em mầm gốc. Thế bây giờ nếu mà ví dụ mọi người muốn mua cái giống lá kẻ đỏ này thì mua ở đâu? Bạn có bán không? Hiện tại của mình em đang sở hữu cái này. Mình em sở hữu á? Vâng. Đấy. Mạnh Linh mua đứt gốc 3 chậu này đi. Chậu này à? Đấy. Chậu này cái gì anh? Hồng lá kẻ đỏ. À, lá kẻ đỏ. Gặp mua này xong rồi đem bán cho anh Định. À, tí nữa em lấy một cây mà. Hôm nay mua thì em mua vậy. Hình như anh Định có, hay sao? Định có. Lá kẻ đỏ hả? Lá kẻ đỏ. Lá kẻ đỏ đấy, đấy, nhìn những cái kẻ đó này, nhìn những cái nó. Cái này nó bị cháy nắng ấy mà. Cháy nắng. Mùa hè nó đỏ rực luôn. Mùa hè đỏ. Đây bị điện giật đấy anh. Mùa hè đỏ hơn như này luôn. Nhưng mà cái lá kẻ đỏ này mình cũng phê đấy, nhưng mà mình nhìn phê cái cây lá trắng kia hơn. Tôi lại phê cái cây lá trắng này. Cái cây lá trắng này à? Ờ, anh cái này thôi. Thế là nó mời em mãi em chả lấy. Anh lấy mất giống của em mất. Cái lá này nó đặc biệt quá. Nó đặc biệt. Thực ra nếu bây giờ nhé, không phải là nhìn thấy cây mẹ, không phải là chỗ quen biết, mà nếu tự dưng bây giờ gặp một người mà người ta có cái cây người ta đưa ra, có nhiều người chả dám mua. Sợ. Vì nghĩ là nó bị cái gì đấy. Đấy, nhưng mà thực tế thì nó bị chích thuốc này. Thế còn cái này bây giờ nó là cái gì thì nó giống như con người thôi. Có người thì gọi là bị biến dị đỏ, có người thì bị biến dị bạch tạng. Nó đẹp. Trong suốt thân, luôn. Thân nó đẹp này không? Cái này giờ bán bao tiền em? Siêu bán. Đây đây anh quay nốt con này. Đâu? Đây. Cái này hôm nãy quay rồi. Đây cây ở nhà em đây. À. Tao chăm khỏe đấy, làm tốt đấy. Con này nó lực hơn con này. Con này nó. Ôi nhưng mà con này lên mầm gốc rồi. Con lên mầm gốc rồi. Này năm tới thì chỉ làm độ 1m2 thôi nhá. Vâng. Đừng làm 2m. Rồi, quá là nhiều, hôm nay lâu lắm mới trở lại vườn của nhà Quân Bi thì cũng thấy rất là nhiều giống mới hay. Kiếm này kiếm gì? Chí à? Kiếm bản lá to. Kiếm bản lá to. Anh chưa đặt tên. Anh là mù thịt luôn đấy. Anh nhìn cây kiếm nào cũng thấy nó giống nhau. Em chỉ thấy cái lá kẻ của anh. À, mê. Không, cái cây kiếm lá kẻ của anh là nó là một cây kiếm lá kẻ của Thái thôi, nó không có tên, nó cũng không có cái gì cả. Chứ còn là ví dụ bảo là nhìn cây này là thế nào là Chí, thế nào là Xanh Huế nọ kia, rồi vàng kẻ Phong Nha, rồi vàng Tây Ninh, rồi vàng bú thứ trên đời mình thấy. Ui sao nó ong hết cả thủ lên. Cái này nó bắt đầu nó gây nghiện thì em sang kiếm anh ạ. Nên là em ở giàng có một giò Phan Chí cái gì ạ? Xanh Huế rồi. Xanh Huế à? 3 tép rồi. Được. Nhưng mà nhìn cái này lá nó sướng này nhỉ. Lá to lắm. Lá to. Bây giờ bảo là xu hướng là trên điệp dưới kiếm. Con này nuôi căng gọi là điệp là bướm, thế gọi là bướm đậu trên kiếm đấy. Bệt ma bó à? Trên đấy có hàng xấu thì bắt năm nay. Mình nhìn trên cái chỗ treo cẩn thận đấy mình lại tưởng là cái hàng nó bờ rào. Không, tưởng là cái hàng mà kiểu xịn giấu trên đấy. Bây giờ Phú Thọ này bán bao nhiêu tiền kia em? Em cũng xuất hết rồi nên chỉ còn thì mấy cái này là cái này chợ... không tên à? Vâng, năm cánh trắng không tên ạ. Chứ không phải là tên là không tên đâu đúng không? Không, nó có cái loại năm nay không tên chưa đặt tên, năm nay chưa đặt tên. Ừ, có cái loại người đẹp không tên đấy thì nổi tiếng rồi. Có cả năm cánh trắng không tên luôn á. Vâng. Đấy. Hôm nọ lên vườn Mạnh Còi thấy mà. Vâng. Quân chuẩn bị nó mua Trường Sa rồi. Mộng xưa, Trường Sa, Bảo Duy. Đấy thì một lần nữa giới thiệu với mọi người lại cái vườn của Quân Bi. Rất là nhiều giống. Và rất là nhiều giống và rất là nhiều cây hay ho. Đấy thì hôm nay đây là một cái cây mới sổ. Nhưng mà cái video này nó cũng dài rồi, cho nên là các bạn chịu khó theo dõi toàn bộ về cái cây này trên một video khác ở trên kênh Hoa Lan TV. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.